Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SPTN. Thưa quý vị, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, không thể nào diễn tả hết được những tủi nhục, đắng cay, khổ cực của những gia đình và thân nhân của quân dân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa và người dân miền Nam. Nhiều người phải liều chết để đi tìm tự do. 45 năm qua, ở khắp nơi trên thế giới, ở đâu có dấu chân người Việt tị nạn, ở đó có lá cờ vàng ba sọc đỏ. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ những tâm tình sau đây. Dạ, em tên là Nga Đặng. À, thưa cô, năm 1975, lúc đó cô nhớ gì về cái ngày 30 tháng 4 năm 75? Dạ, lúc đó em mới có 8 tuổi, lúc đó em còn nhớ là bộ đội tràn vô chỗ ngã bảy á, nhà em thấy bộ đội kéo nhau vô rồi ăn mừng gì đó, rồi kéo hạ tượng ba ông lính rồi xuống. Ba thì nói là Việt Cộng vô cướp miền Nam đó con. Thành ra mình không biết Việt Cộng là gì, mà mình lúc đó mình thấy Việt Cộng là mình thấy là đã thấy ác rồi, ác mới đi cướp miền Nam Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày đen tối của cả miền Nam Việt Nam vì mất vào tay Cộng sản. Sau biến cố đó, sau ngày đại tang của miền Nam, gia đình tôi cũng như những gia đình xung quanh có cha bị bắt đi, không biết đến ngày về. Nhà cửa thì bị tịch thu và bị phân biệt đối xử vì lý lịch đen, chỉ biết diễn tả bằng hai chữ là quá khổ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một biến cố đau thương cho tất cả những người Việt yêu chuộng tự do nói chung và người dân miền Nam nói riêng. Kể từ sau ngày hôm đó, thân phụ chúng tôi cũng như hàng nghìn quân dân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa khác phải vào tù rất là nhiều năm. Và gia đình chúng tôi cũng phải sống một đời sống ly tán. Cho tới ngày cha chúng tôi ở tù về. Sau đó, gia đình chúng tôi cũng liên tục chịu cái sự sách nhiễu, trụ dập rất là lâu. Gần 2 thập niên cho tới ngày chúng tôi có được cái cơ hội định cư tại Hoa Kỳ này. Thưa quý vị, 30 tháng 4 năm 75 quả là một ngày đen tối nhất trong lịch sử cận đại Việt Nam. Nhiều tướng lãnh, sĩ quan, binh lính, cảnh sát, quân dân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa đã tự sát ở nhiều nơi bằng nhiều cách. Chúng ta kính trọng những vị anh hùng chọn cái chết để nói lên ý chí bất khuất không đầu hàng giặc. Nhưng chúng ta cũng phải cúi đầu kính phục trước những cái sống trong những năm tháng sau ngày 30 tháng 4 năm 75 đối với quân dân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ và những người dân tại miền Nam Việt Nam. Họ đã phải chịu sự kỳ thị, trả thù. Những người cha, người chồng phải bị bắt đi tù, một số bị thủ tiêu. Những người mẹ, người vợ, những người anh, người chị phải thay chồng, thay cha đi kiếm từng miếng ăn trong muôn vàn cạm bẫy khó khăn, khổ cực để nuôi những người trong gia đình, nuôi chồng, nuôi cha trong các trại tù. Không thể nào diễn tả được hết những nỗi tủi nhục, đắng cay, khổ cực của những người mẹ, những người vợ, những người chị, những người anh, những người dân miền Nam, những gia đình quân dân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 và nhiều năm sau đó. Kể thì tôi không kể, có cái một tháng, hai tháng không hết được cái vấn đề của đời quân ngũ của tôi. Cái những ngày cuối cùng, thì chức vụ của tôi lúc đó là trung úy. Đơn vị của tôi là đóng tại sư đoàn 5, không quân Tân Sơn Nhất. Tôi là người còn kẹt lại trước và sau 30 tháng 4, 75 để chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh hỗn loạn, tang thương. Sài Gòn lúc đó đang chìm trong lối lửa khói. Tôi ở tù trong 6 năm. Trong 6 năm tù không biết bao nhiêu sự đau thương, khổ, đau và nghiệt ngã. Sao mà kể hết cho xiết. 45 năm sau ngày 30 tháng 4, cái điều gì làm cho ông trăn trở nhất? Cái điều trăn trở suốt 45 năm qua là chào cờ mỗi sáng thứ hai. Rồi, nhưng mà không hiểu được cái linh thiêng, cái ý nghĩa cao cả của lá quốc kỳ. Cho tới sau ngày 30 tháng 4, tôi nhớ không lầm thì ngày 5 tháng 5 năm 1975, khi 34 chiến hạm của Hải quân vào vịnh Phiêu Lộ Tân, Siêu Bích Bê,
mà tôi thấy không ai bảo ai. Riêng cái tàu, tất cả các tàu khác đều đồng ca và quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi tất cả vừa khóc vừa hát. Từ sau đó, suốt thời gian mấy tháng trời ở đảo Guam cho tới sau này, tôi mới càng nghĩ càng thấy mình có tội với Tổ quốc, với lá cờ. Và từ đó bây giờ tôi cố gắng cho tới lúc nhắm mắt chắc không xa, cố gắng vinh danh cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa. Cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa tượng trưng bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ. Sau 45 năm thì mình cảm thấy rất tự hào khi lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta hiện giờ vẫn tung bay và nói lên cái sự chính nghĩa chiến đấu của cha ông của chúng ta. Tất cả mọi người đều kính nể và họ nhìn lại những người chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa với một cách là trân trọng và quý mến. Cho nên chúng ta hiểu được rằng cái sự chiến đấu của cha ông của chúng ta là chiến đấu cho chính nghĩa, cho lẽ phải và cho công bằng. Thưa quý vị, hình ảnh người lính miền Nam vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Xin đốt một nén hương lòng cho những anh linh tử sĩ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vì quốc vong thân trong những ngày tháng này 45 năm về trước. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN. Thêm SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.